La 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 la. Dọn Ủa? dẹp hả con? Dạ, con chào dì. Tía bay có nhà không? Dạ, tía con đi ra ngoài rồi dì. Vậy hả? Đi ra ngoài rồi hả? Vậy con Lê có nhà không con? À dạ có, chị đang ở trong phòng á. Dạ vậy dì đợi con kêu chỉ cho dì nha. Con kêu đi. Dì uống nước đi nha dì. Chị Lê ơi. Ơi. Dì Mai kiếm chị nè. Ừ, chị biết rồi. Con vô trong nhà làm công chuyện nha dì. Dì với lại chị con nói chuyện đi nha. Con làm đi. Dì Mai. Dạ, chào dì. Dì kiếm con có chuyện gì hả? Con thấy thằng 6.000 á, nó có tin cậy được không? Dạ, anh dễ thương mà. Có sao không dì? Qua đây dì nói nghe nè. Dạ. Nè con à, mà con có chắc không? Chắc chứ. Ủa mà sao dì hỏi vậy? Thì hôm rồi ông Ba Địa ông qua dì uống cà phê, thì ổng có nói bóng nói gió chuyện của tụi bay á. Chuyện con với 6.000 hả? Ừ. Có gì đâu nói. Mà dì cũng không biết tại sao mà không biết chuyện con với thằng Khanh quen nhau ở trên thành phố, rồi chuyện thằng Khanh nó đi du học. Ủa sao mà chú Ba biết chuyện này được? Dì cũng không biết nữa, nhưng mà ổng có vẻ là biết rất rành rõ chuyện con với thằng Khanh. Mà ổng đang nghi ngờ cái đám cưới giữa con với 6.000 là đám cưới giả nữa đó. Sao mà có thể như vậy được? Mà dì hỏi nè, tại sao Dạ. bay với thằng Khanh chia tay vậy? Dạ, thật ra thì con với anh Khanh đâu có chia tay đâu. Tại vì ảnh đi du học, rồi xong rồi tụi con bị mất liên lạc nên không có liên lạc với nhau được. Tía biết là con có bầu nên là mới tìm người làm đám cưới giả. Nhưng mà tại sao chú Ba lại biết chuyện này, trong khi anh 6.000 á con không biết rõ chuyện này nữa. Nghe ổng nói á, là ổng có gặp thằng Khanh ở đâu á. Cái gì? Gặp anh Khanh? Ừ. Gặp anh Khanh ở đây? Sao gặp được gì? Dì cũng không biết nữa. Ủa nhưng mà anh Khanh ảnh đang du học ở nước ngoài mà sao gặp ở đây được gì? Dì ơi, hay có khi nào nha, chú Ba biết tin gì đó cho nên nói vậy để chặn đầu mình á. Vậy ở xứ này ai mà biết rõ chuyện của con với thằng Khanh vậy chứ?